Xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của Jenny. Thì trước mắt các bạn đây là bản đồ của 2B2T vào năm 2018. Hiện tại thì nó vẫn chưa được cập nhật tới năm 2021. Thì đây là bản đồ gần nhất của 2B2T mà mình có được rồi. Thì các bạn có thể thấy được là cái thế giới Minecraft của 2B2T có gì đó là lạ so với lại thế giới thông thường. Nhìn nó không giống Minecraft lắm, nhìn giống như là kiểu có một thanh niên nào đó cầm cục tẩy tẩy hết toàn bộ những cái phần đất ở trong thế giới này đi. Vậy tại sao nó lại thành ra như vậy? Thì trong tầm khoảng năm 2011 cho tới năm 2012, lúc này thế giới của Minecraft chỉ đơn giản là một cái đảo được bao bọc bởi một vùng biển vô tận. Thì những người chơi lúc này bắt đầu lên thuyền và ra khơi để có thể kiếm một góc nào đó để xây căn cứ cho riêng mình. Những cái đường mà các bạn đang thấy ở trên bản đồ đây chính là những khu vực mà những người chơi ngồi trên thuyền đã từng đi qua khi mà Minecraft bắt đầu cập nhật phiên bản và bắt đầu cho thêm nhiều môi trường mà mở rộng phần đất liền của Minecraft ra. Thì các phần đất trong server bắt đầu được tạo ra khi mà có người chơi đi ngang qua, nhưng mà những phần biển được tạo ra trước đó thì không thể bị xóa đi được bởi vì nó đã là một file lưu trong server rồi. Nên là những phần đất mới tiếp tục được tạo ra ngay bên cạnh những phần biển cũ. Cuối cùng thì nó tạo ra một bản đồ nhìn như là bị tẩy đi bởi một ai đó vậy. Thì trong video này chúng ta cũng sẽ nhìn qua một số góc của cái bản đồ này và biết đâu được chúng ta sẽ tìm được một cái gì đó hay hay, bởi vì mình có cái file save của 2B2T vào năm 2018 và chúng ta có thể vô đó coi thử thế nào. Ok, thưa anh em, thì mình đang ở X0Z0 của 2B2T vào năm 2018. Mình nghĩ là mình nên tắt cái full bright đi thì sẽ nó nhìn sẽ hay ho hơn. Thì đây là cái bản đồ của 2B2T vào năm 2018. Ở ngay trên cái góc trên này, chúng ta thấy một cái gì đó, một cái khu vực được bao quanh bởi lava và có một số cái pixel art ở đây. Chúng ta sẽ vô chúng ta coi thử. Alright. Chúng ta đã ở đây. Và mọi người có thể thấy được rằng ở bên dưới này, đây là những cái chân mà được những người chơi từ gọi là 2011 đi ngang qua và lót. Chúng ta sẽ thấy nó trở thành một hình hình vuông. Gọi có phải gọi là cái chân này mới là 2011 đi ngang qua nè. Đó, cái phần đất này nè, đi ngang qua đều tạo ra biển. Và cái này là phần đất mới được những người chơi mới hồi 2018 hay là 2015 gì đó chạy ngang qua và bắt đầu tạo ra những cái chân nhìn hình thù giống như vậy. Ok, chúng ta sẽ cùng vô trong đây. Rồi, ở đây chúng ta thấy được những cái pixel art. Mình không nhớ, cái này hình như là của Street Fighter. Cái này, con nhỏ này tên là gì, Lee, cái gì quên mất tiêu nhỉ. Thằng này chắc là Ryu, mình nghĩ vậy. Mình không biết, mình không chơi cái game đó. Rồi, ôi, chúng nó làm hay nhờ. Phải công nhận anh em ạ, phải công nhận chúng nó làm hay thật. Nhìn phát ra luôn này. Ở trên kia là sao? Ở trên kia thì không biết nhìn có ra không, ở trên kia mình nhìn hoài vẫn không ra. Tại vì có một cái cục nước ở giữa. Ở bên kia vẫn. Ở bên kia. Uầy. Ở bên này là những nhân vật khác. Ui. Được thật. Thực sự cái này xây khó đấy, phải dễ đâu. Mình không biết là chỉ đơn giản là cái khu vực này có vẻ là chỉ mới xây xong cái cột chứ chưa được cái gì cả. Có một số cái 1, 14, 2, 21. Chưa có một cái gì cả, chỉ đơn giản là một cây cột và được bao quanh bởi một bức tường lava. Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng tới với địa điểm tiếp theo trong bản đồ xem nào. Đây, ở góc X28537 và Z1675, một căn cứ nho nhỏ ở ngay khu vực này. Chúng ta sẽ cùng qua đó coi thử. Ok, nhớ nha, 28532 1708. Ui, coi nó loát chân của tôi kìa. Ồ. Một căn cứ nhìn khá là được trên một quần đảo bé xíu xíu anh em. Và cái quần đảo này chúng ta cùng nhìn ở phía bên dưới. Ui. Quần đảo này được lót vừa đủ luôn á anh em. Tại vì đây nè, thẳng thừng luôn nè, là cái chỗ này được lót hồi 2011. Và cuộc đời này được lót mình nghĩ là tầm 2014, 2015. Có vẻ như ở dưới đây còn nữa hả? À không, nó chỉ là một cái đường đi vô thôi. Rất là ổn luôn. Wow. Ý là nhìn đẹp chứ. Cái này có cả máy kiểu tự động thu hoạch luôn nè. Nó sẽ đẩy ra nè. Uầy.
Được nha. Cái này mình nghĩ là được xây bởi một người thôi. Chỉ một người là được. Wow. Khá là ổn. Ôi, có cái bảng ở đây. Có cái bảng ghi tên ở ngay đây. 2018 AJ Rocket Kind. Ok, chỉ có hai người thôi. Mission Bar. Chỉ có hai người thôi anh em ạ. À. Có cả này nè. Canadian Squad. Air Flap. Dạ, tầm 3 người ở đây. Vẫn chưa xây xong cái gì cả. Ở đây trong phòng này hình như là còn có cái phòng đi xuống dưới nữa. Để mình vô mình coi thử coi. Wow. Food này, đồ ăn này. Chúng ta cùng Uầy, có một cái đường đường ray dẫn thẳng xuống dưới cái chỗ kia để đào khai thác. Và ở bên góc này là cái cầu nho nhỏ dẫn qua cái phòng bên này. Được phết, đẹp phết nhờ. Wow, chúng ta cùng đi tới địa điểm tiếp theo nào. Địa điểm tiếp theo là một cái map art ở rất là gần spawn. Một cái map art của một con Pepe the Frog. Trừ 15.826, 31.686. Anh ấy đây. Anh ấy đây anh em ạ. Và nó xây ở trên trời luôn chứ không phải nó xây ở phía dưới. Mình cũng thấy lạ tại sao nó xây ở phía trên, lại phải xây phía trên trời. Trong khi nếu mà chúng ta té xuống thì cực vãi. Và uầy, to đấy. To thật sự. Chúng ta sẽ lên trên đây, chúng ta lấy cái map và chúng ta coi thử. Uầy, được nha. Cái map rồi, cái bản đồ rồi, map. Này phải tìm kiếm bản đồ, ok. Ê. Bắt trồ lắc máy tôi luôn em. Đây là con Pepe the Frog. Trigger. Được xây bởi Crazy Guy 123 và Normies. Alright. cũng được. Tạm chấp nhận. Ok, chúng ta sẽ cùng qua một cái khu vực khác xem nào. Ok. Cái này là cái gì đây? Là một cái map art khác chăng? Chúng ta sẽ thử bản đồ. Ok. Mình nghi đó là một cái map art khác anh em ạ. Mình sẽ đứng vô đây tí xíu. Nhìn nó giống lắm. Bắt. Nó là hình vẽ một ngôi nhà. Wait, what? Một hình vẽ một ngôi nhà ở đây. Vậy cái bên này là gì? Chúng ta sẽ phải lấy thêm một cái bản đồ nữa. Để mình coi cái bên này là gì nè. Cái bên này nó phải là một cái gì đấy. Ok, bản đồ. Cái bên này nó phải là một cái gì đấy. What? Vô lý. Không thể nào nó dành thời gian ra để làm cái này được. Tại sao nhỉ? Tại sao ta? Cái này nó giống như cái mê cung vậy á. Ý là nó không có nó không có ra một cái gì hết trơn á bay. Để coi ở phía dưới này có cái gì. Phía dưới này là căn cứ của nó hả? Uầy, nhìn kỳ lạ thật sự. Alex Howe. Cái này là cái nhà của nó. Anh em ạ, uầy, tôi không hiểu. Có nhiều thứ, quá nhiều thứ. Loop Star Sorting System Museum đã bị phá hủy. Cho dù là cái chỗ này đã bị phá hủy đi, nhưng mà mình không nghĩ là lúc ban đầu nó là một cái gì cả, bởi vì mình nhìn nó không có ra. Ít nhất thì nó vẫn có mấy cái obsidian. Và có cái chữ A ở trên này. Chữ Alex này, chữ A. Anh em ơi, nhìn kỹ đi. Nhìn kỹ trên cái bản đồ bên tay này của tôi nè, bên tay phải của tôi nè. Nó là một cái thằng hề. Nó là một hình vẽ một cái thằng hề ở trong một những cái lá bài á. Thằng hề trong lá bài Joker, lá Joker á. Không biết anh em nhìn ra không, man. Alright. Và bên này là một cái hình vẽ một ngôi nhà. Thằng này nó làm map art lên tới một cái tầm cao mới đúng rồi anh em ạ. Đỉnh cao rồi. Ok, thôi cái cuối cùng nè. Uầy. Một cái căn cứ dưới nước ạ. Ok, chúng ta sẽ tới đây. 49.700 trừ 49 được trừ 45.500. Alright.
Ôi cái phi thuyền, à không phải cái phi thuyền mà cái tàu ngầm ba. Uầy, được nha. Những thứ cũ kỹ. Wow. Một phần nào đó nhìn khá là ổn đối với lại một cái căn cứ không biết được xây bởi bao nhiêu người. Và chúng ta có một cái khu vực hầm ở dưới đây luôn để chúng ta đi qua đi lại luôn. Khu vực này có vẻ là khu vực nung đồ hay là đúp à dạ. Chúng ta không đi qua đây được, chúng ta cùng qua bên này xem nào. Chúng ta vẫn không rõ. À ok, máy farm đá. Dễ. Máy farm đá. Ok. Có vẻ như kia ở bên phía bên ngoài phần nước nên là chúng ta không có coi được. Rồi, qua bên này coi coi. Ở phía bên này là ok, mấy bạn đấy farm đá xong rồi đấy đi qua đây. Vứt đá xuống đây để cho nó nung. Đúng không? Đấy, khá là dễ hiểu, khá là dễ hiểu. Cũng ổn, cũng ổn. Chúng ta cùng đi qua cái phi thuyền. À, mình cứ quên nhầm cái phi thuyền. Cái này là cái tàu ngầm. Tàu ngầm có đi xuống được không đây? Ây da, cái đường mở tàu ngầm hơi kỳ nha. Ok. Chỗ này có thể là chỗ chứa giường chăng? Không. Có vẻ như là cậu ấy không có xây chỗ chứa giường hay là gì cả đối với cái khu vực này. Đối với cái tàu này. Nếu là mình thì mình sẽ để cái giường mình trong đó. Rồi. Ở dưới đây thì có gì? Chia thành nhiều phòng khác nhau và dẫn thẳng đến khu vực nhà chính. Ở dưới có gì không? Ồ. Có một cái nhà dưới đây nè. What? Một cái nhà trống. Để mình tăng tốc cái này của mình lên. Không biết để làm gì. What? What? Hế? Ôi, cậu này chơi nhiều tầng vậy. Sự có rất là nhiều thứ được xây nhưng mà mình không hiểu nó để làm cái gì vậy. Alright. Thì ở đây, đây Nether Ward ở đây nè. Ok. Ok, thế thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và đừng quên để lại mình một like, share video, nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để có thể đón nhận được những video mới nhất từ channel của mình nha. Hẹn gặp lại anh em từ những video sau. Bye bye. À da, chết tôi.